Xin chào các bạn đã đến với series tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng đồng hành với nhau đến vùng Nam Trung Bộ để tìm hiểu một ngôi trường chuyên đào tạo về nhóm ngành công nghệ thông tin tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp nhé. Đó chính là trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn là trường đại học công lập trực thuộc thành viên Đại học Đà Nẵng. Trường là cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, là đơn vị đào tạo nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Đà Nẵng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin tuyển sinh cơ bản trong năm 2021 của nhà trường nhé. Mã trường VKU. Chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là 1.100 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo của nhà trường. Sau đây là các đối tượng tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường. Nhà trường tuyển sinh các thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình trung học phổ thông của Việt Nam năm học 2021 và trước năm 2021 có môn thi, bài thi phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện đạt trình độ tương đương trình độ trung học phổ thông của Việt Nam ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam năm 2021 và trước năm 2021. Trong kỳ tuyển sinh năm 2021, nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Ở kỳ tuyển sinh năm 2021, nhà trường có 4 phương thức xét tuyển độc lập. Phương thức 1 xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đối với phương thức này, nhà trường xét tuyển tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên, trong đó điểm môn dùng để xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phương thức 2 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông theo tổ hợp môn, còn gọi là xét học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên, trong đó điểm môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển bằng điểm trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Phương thức 3 xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phương thức 4 xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của nhà trường. Trong kỳ tuyển sinh năm 2021, nhà trường đào tạo ở 7 ngành gồm quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị, logistics và chuỗi cung ứng số, quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành số, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin chuyên ngành thiết kế mỹ thuật. Các bạn thí sinh lưu ý, đối với mỗi ngành chuyên ngành trường chỉ tổ chức đào tạo nếu tổng thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức từ 30 sinh viên trở lên, trừ trường hợp tổng thí sinh trúng tuyển vào ngành chuyên ngành dưới 30 sinh viên, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển ngành đào tạo khác cùng tổ hợp môn xét tuyển cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang. Sau đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của nhà trường. Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thí sinh dự tuyển phải có điểm xét tuyển không nhỏ hơn 15 điểm. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông của gọi là xét học bạ, thí sinh dự tuyển phải có điểm xét tuyển không nhỏ hơn 15 điểm. Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh dự tuyển phải có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên. Đối với phương thức xét tuyển theo phương thức riêng của nhà trường, tổng điểm học bạ trung học phổ thông 3 môn theo một trong các tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, trong đó điểm mỗi môn trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Sau đây là 8 nhóm thí sinh tuyển sinh theo quy định riêng của nhà trường. Nhóm 1, thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt giải khuyến khích tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế. Nhóm 2, thí sinh đạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thí sinh đạt giải huy chương vàng, bạc, đồng trong kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 hoặc kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ hoặc kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhóm 3, thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level, chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm tính từ ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển. Nhóm 4, thí sinh tham gia đường lên đỉnh Olympia vào vòng thi tuần trở lên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Nhóm 5, thí sinh là học sinh giỏi trường trung học phổ thông chuyên các môn toán, vật lý, hóa học, tin học. Nhóm 6, thí sinh đạt giải nhất nhì trong hội thi Olympic tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn phối hợp tổ chức. Nhóm 7, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5 chấm trở lên hoặc TOEFL IBT từ 45 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên được cấp trong thời hạn 2 năm tính từ ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển. Nhóm 8, thí sinh đạt học lực giỏi 2 năm liên tục trong thời gian học trung học phổ thông.
Ở kỳ tuyển sinh năm 2021, nhà trường có 5 tổ hợp môn xét tuyển cho 7 ngành đào tạo của nhà trường gồm A00, A01, D01, D07, D90. Sau đây là các chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của nhà trường. Nhà trường tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thực hiện các chính sách ưu tiên khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Dục và Đào tạo và theo quy định chung của Đại học Đà Nẵng. Nguyên tắc xét tuyển, thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào nhiều ngành khác nhau theo thứ tự ưu tiên, xét tuyển vào ngành đứng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Việc xét tuyển theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng và ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành. Điều kiện cần là thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Đà Nẵng quy định. Không có môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nào dưới 1 điểm và được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành của trường. Sau đây là các chính sách hỗ trợ học tập đối với các thí sinh trúng tuyển vào trường theo hình thức xét tuyển thẳng: hỗ trợ tài chính tương đương 100% học phí 2 học kỳ đầu của khóa học đối với các thí sinh tuyển thẳng theo quy định của nhà trường. Ngoài ra, sinh viên trúng tuyển theo phương thức này được xét miễn phí chỗ ở 2 học kỳ đầu trong ký túc xá của nhà trường. Học phí dự kiến năm 2021 nhà trường sẽ thu ở hai mức, đối với ngành quản trị kinh doanh là 9.800.000 đồng cho một năm, đối với ngành công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật máy tính là 11.700.000 đồng cho một năm. Thông tin liên hệ trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng, địa chỉ khu đô thị Đại học phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vừa rồi là những thông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin tuyển sinh của trường nào thì đừng ngại comment những phần bình luận nhé. Và thông tin chi tiết tuyển sinh của nhà trường mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy clip rồi hay thì đừng quên để lại một like và một share cũng như đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.